Đây, chuẩn bị vào con 13 ngựa cốt thẳng, lắp inox luôn nha bà con. Inox 304 luôn nè. Đây inox đóng dấu 304 luôn nè. Chống sét dày 22 luôn nha. Cốt đi ra lắp lắp inox luôn. Khung inox luôn, có tay cầm bằng sắt thôi. Có dòng khung bằng sắt thôi. Giá tiền nó lòi cho tôi đây. Mà về ngã năm nha bà con. Giá tiền nó lòi cho tôi luôn. Tiền á. Đối với cốt thẳng là xài chân vịt hai cánh, cốt xéo bên hông là xài vịt ba cánh nha. Tùy theo lớn nhỏ. Mà xài chân vịt lớn nhỏ thôi. Xéo là một phải xài ba cánh. Đây, về ngã năm. Anh lựng ngã năm, cô beo. Capo nhé. Nó bị nóc 304 luôn nha. Nóc dùng xài nước mặn là vô ok luôn mà con ơi. Không xét luôn. Mẫu rất đẹp. 13 ngựa chỉ có 4 triệu thôi. Ngon như bà con. Nguyên bộ lá inox luôn nha. Máy rất đẹp. Tất cả sản phẩm bán đều có được bảo hành và đều có bổ tụng thay thế nha bà con. Máy mới, đối với dòng máy xăng này xài máy mới bà con ơi. Hư 20 chặt có đổi mới đâu, hành 6 tháng. Nghĩa địa cực quá, nghĩa địa thời gian ít hư pin, hư xe không biết đường mua. Còn ở đây là phụ tùng đầy. Bình xăng là mới lúc nào chảy ngon, cũ thời gian nó đóng ba cái xăng á chứ làm ăn mòn oxy hóa nhôm nè. Ga ten chảy nó không ngọt. Rồi sôi ga thì nó hao xăng quá. Nếu mà ten nó đóng nó làm ăn mòn kim loại nó cái lỗ tu nè, nó bự quá mà con chảy hao xăng. Còn máy mới thì xài biết chừng nào, ngày nào cũng xài. Là không bao giờ bị ăn mòn, rất là sạch. Để chừng 2-3 tháng không chạy là bà con phải ra xuất bình xăng con nha. Còn đối nghĩa địa là để mấy năm thì về tới Việt Nam nó để khoảng 5-6 năm rồi nó thì tới Việt Nam. Rất đẹp. Đây một số dàn lắp đây. Lắp sắt, lắp inox, đây là inox, inox 304 nóc xịn luôn nè con, nóc là chống sét để hít không hít luôn nè. Có phải nè. Inox luôn nè, tươi, dần nước mặn, nước lợ là ok. Rất dày nha con. Dàn cầu nè, inox nè. Cọc, cọc, cọc. Để gắt đã nha con. Chào bà con nha, con nào có nhu cầu alo nha 0886 5657.